lắm nữa nó là muốn tao à thần lạnh mà sao nắng nắng bơ bà mắt mới lom lắm mà phong tè mới chuyển sang cái lom nó khác rồi nè lấy bút lông ấy từ từ ấy ạ bác lấy bút lông ấy bác à bút sơn ấy bác về bác ấy bên này bác ấy phong ấy giờ mưa ai xả bên nó phải tào bên này tạm tạm bên này đi lâu rồi tám giờ thấy chưa tít rồi đấy bác à bác sơn nhưng hàng à cái này không lên nữa lên đây tôi chiều mặt đất này hiểu quá ít là lại động cái này là được rồi còn cái này là đi chặn theo chiều mặt đất hàng mười đấy quá cái đó là kè đất mà làm thử cái này vẫn kè đấy quá theo chiều đất này nhưng mà hàng mười đúng hàng 20 khỏe tường chắn đất mà không ịp phải con trồng thôi để bằng mặt đất trên đây đúng rồi hiểu quá à trong thế đấy bao xi đấy chú bác đấy bao xi hoặc là cái bao dưới rồi à cái bao cái ở cái bạc dưới phải đem về đấy nhỉ cái bao dưới của chuyến năm của mình cái gạch này là đây gạch 20 quên mình đi nó đang nước sạch nông thôn nó người nó tiếc cơ quá vào với mít thì mình tiếc ta ba bản giá thả 10 bản tiếc rồi giá chịu ướt năm nó cưới anh kia chứ lại ba mét năm nước sạch giá xả 10 văn cỡ cỡ hiếm là cỡ nhắc mau khẩn thận cỡ tắc cái bó bộ bó bán trên đi ao can cỡ tắc phun trên đi ít phụ vào ba ma xả 10 này nó cầm chéo sang cái đường không xong làm hết đó xong rồi mình cũng làm không động coi như bây giờ xong hết rồi mình không làm cái gì động đến nữa.